Xin phép chọn anh Creed fan ạ. Anh Creed fan. Em rất là thích ơi. Đi ra. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, giờ bây giờ vòng 1 của chương trình chọn ai đây xin phép được bắt đầu. Câu hỏi của anh Creed fan, người dẫn chương trình của đài CBS Los Angeles, Mỹ, đã gặp sự cố gì khi dẫn bản tin thời tiết trực tiếp buổi sáng ngày 18 tháng 3 năm 2023? Cổ đang dẫn chương trình cho một đài truyền hình đó là CBS. CBS. Thì có một cơn bão thổi một cái biển quảng cáo bay vô đầu của ta. Cô ta lại né được, gãy cái đầu gối của ta. Né cái đầu này nhưng mà trúng cái đầu gối. Thì cô ta mới nằm xuống la lên: "Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi." Thì cô ta mới lỡ miệng, cô ta chửi bậy. Sau đó cô ta bị đuổi việc. Nhưng mà câu chuyện nãy giờ là bịa ra thôi, em cứ kệ đi. Đó là cô MC Miss Thi. Còn cái cô MC người Mỹ thì cô này á, khi mà dẫn chương trình thì xỉu ngang. Đói quá hả hay sao? Không, tại vì cô ta thấy mặt của Phương Lan thì thấy là cái mùi tóc mà chưa gọi của Lan nó ghê quá, cho nên là cô ta xỉu ngang. Cho đáp án là xỉu ngang. Ok, read. À, bạn nên để ý cái đáp án thôi. Còn cái mùi tóc xỉu ngang thì nó hơi vô tri, mình không cần để chứ. Em có tin với lại đáp án của Rick Fan không Mèo? Em tin ạ. Tin, vậy mà cũng tin. Hay thật đấy chưa? Thực ra lúc anh đọc câu hỏi thì em cũng nghĩ là chắc là buổi sáng, có thể chị chưa ăn sáng hay gì đấy, chị sẽ bị xỉu. Đó là một sự lựa chọn. Chính xác à? Khi chuẩn bị cập nhật tình hình thời tiết địa phương cho bản tin 7 giờ ngày 18 tháng 3 thì cô mất ý thức, đổ người về phía trước, gần như đập đầu vào bàn rồi ngã lăn ra sau. Cái pha nói xỉu ngang mà, ủa xỉu dọc mà. Ngất xỉu là đúng. Không, ý em là ngang của cái bản tin. Cái mỹ sự lựa chọn của Mèo là tin Rick Fan đã đem về cho em một dấu ít à. Chúc mừng. Hay quá. Và anh chàng Tony của tôi, sự lựa chọn của anh là ai à? Em sẽ lựa chọn Chí Thiện ạ. Câu hỏi của Chí Thiện: ông Munira, người Ấn Độ, đã lập kỷ lục Guinness thế giới khi làm ra vật gì rất nhỏ nhưng dùng được cho 2 tỷ năm. Đúng rồi. Anh ở Ấn Độ là hờ đồ nhiều, cái nào là cái chuông không? Cái đó cũng được, nhưng mà tất cả cái vật chất của mình á đều sẽ bị mòn theo thời gian. Mòn theo thời gian, 2 tỷ năm là quá lâu. Em đang nghĩ theo cái hướng đó là cái đồ vật gì mà xài vĩnh cửu hoặc là năng lượng vĩnh cửu. Gì liên quan tới thời gian á, đồng hồ quả lắc hay là cái gì chạy bằng cơ á. Em nghĩ chắc là cái dây nịt không? Tới bây giờ người ta vẫn còn á, còn cái nịt đấy. Là có thể là tới bây giờ vẫn còn. Nhờ chứ còn cái nịt của em. Anh nhớ đến một thứ. Xin lỗi mọi người, xem được tới 2 tỷ năm sau luôn á. Lịch cũng được. Lịch 2 tỷ năm nữa. Tại vì cái khoảng cách mà 2 tỷ năm lúc đó chắc anh cũng không có răng đâu. Cho nên anh cũng không cần biết. Cho nên anh cứ đoán đại thôi. Chắc là cái lịch đó. Đó là đáp án của Thiện. Anh Tony Việt, anh có tin vô đáp án của Chí Thiện không? Em không tin. Em nghĩ rằng là một cái đồ vật mà có thể để được đến 2 tỷ năm ấy, nó phải những cái gì nó liên quan đến năng lượng. Anh Tony Việt là không tin vào đáp án của Chí Thiện là một lựa chọn không chính xác à? Trời ơi, anh thông minh vậy mà anh giấu. Anh đoán đại. Tại vì anh nghĩ cái gì nó liên quan tới thời gian. Đáp án đó là cuốn lịch. Cuốn lịch chỉ vỏn vẹn 24 trang đã xô đổ kỷ lục trước đây của một người Australia. Khi người này thiết kế một cuốn lịch xem được ngày trong 400 năm, ông Munarab hy vọng cuốn lịch của mình có thể sử dụng trong khoa học như nghiên cứu chuyển động của các hành tinh. Và sự lựa chọn của Anthony Việt vô tình đã đem về cho Mèo một dấu ít à. Chốt luôn em ơi. Rồi, tất cả em chị ơi. Rồi em ơi. Rồi em sẽ chọn chị Phương Lan. Dứt điểm. Lần đầu tiên tôi ế xô. Theo chia sẻ từ nữ ca sĩ Taylor Swift, cô đã bị mẹ cấm làm điều gì với gương mặt của mình suốt 20 năm. Ngày xưa mẹ anh cấm anh cạo lông mặt. Mẹ nói là cạo lông mặt lỗ chân lông to. Nhưng mà anh nói là lông mặt bị đen quá là phải cạo cho nó trắng. Ai dè cạo xong ra nám thiệt. Là nám không nghe lời mẹ, anh nghĩ là cạo lông mặt. Ngày xưa mẹ anh cấm anh sửa mũi. Anh bái sợi dây chuyền của mẹ anh sửa mũi. Trời ơi, trời ơi. Đó là cãi cha cãi mẹ. Thời bây giờ chúng ta hãy làm một cái tiểu phẩm về anh Lâm mà khoan nói về Taylor Swift đi. Thở năm ấy, năm 2001 thì anh ta vừa học xong 12 mới được quyết tâm thi vào trường sân khấu điện ảnh. Khi mà bước chân vào trường nhìn chúng bạn ai ai cũng đẹp, người người đẹp, nhảy đẹp, buka cũng đẹp. Bởi vì mình cũng hóa mà. Anh ta mới nuôi ý định trong bụng là mình phải sửa để cho bằng bạn bằng bé. Chạy về bắt đầu nói với mẹ: cái gì vậy con, gì mà kêu mẹ giật ngược giật xuôi vậy? Dạ thưa mẹ,
năm nay con thi vào trường sân khấu điện ảnh, mẹ có thể cho con ít lượng phí để có thể chống cái mũi lên cho cao bằng bạn bằng bè được không? Thôi con ơi, con thi là thế nào cũng rớt 3 lần mới đậu thôi, đừng thi. Thế là bị tuyệt vọng, người con thơ ngay đó mới kêu ba. Ba ơi, ba ơi, ba đây. Ba có thể bán bò để cho con ít tiền lộ phí để sửa mũi không? Bây giờ bán một con bò không đủ tiền để độ cuộc sống mũi, thôi ba làm thịt con bò lấy sườn bò độ mũi cho con được không? Thôi ba thật ác nhân thật đấy chứ. Thế là anh ta quyết định bán sợi dây chuyền cuối cùng của mình mà ngày xưa mình ấp ủ để dành. Trời và ơi, anh ta dùng sợi chuyền đó thồn vào cái mũi. Sau khi mà mũi cao quá, nhìn vào gương nhìn góc nghiêng như thế này thì toàn là góc chết. Cái càm nó bị thiếu quá, nó không thể làm. Một lần nữa anh ta chạy từ ở quận 2 chạy còn về Đồng Nai. Mẹ ơi, mẹ ơi, cái gì nữa mà sao á? Mẹ ơi, sau khi con sửa mũi xong thì cái càm con thiếu quá, có thể cho con ít lộ phí để có thể sửa cái càm được không? Mệt ghê, hết mũi rồi tới càm, từ luôn đi. Trời ơi mẹ ơi. Ba ơi, ba ơi, ba đây. Bây giờ con muốn độn càm đúng không? Được rồi, để ba lột cái càm của mẹ con độn cho con được không? Trời ơi, nói gì vậy, con chạy ly dị đi. Trời ơi. Ơi, sao mà đưa gia đình em vô ly dị vậy? Tiểu phẩm thôi mà. Yeah đi, về với chị Taylor Swift đi. Cuộc đời chị Taylor Swift là em rất rành. Chị hát cái gì vậy? Đặc biệt là bài Look What You Made Me Do. Look What You Made Me Do, chị biến quá rất là đẹp luôn. Rồi chị ngồi trong hãng cái bồn tắm mà toàn là kim cương hộp xoàn thiệt không? Đúng. Giàu dữ lắm. Chỉ là chỉ đẹp từ đầu tới chân luôn. Và đặc biệt là Taylor Swift là có được một cái cặp chân mà gọi là cái cặp chân vàng đó. Và chị đã mua bảo hiểm tới phải nói là gần 20.000 đô cho cặp chân đó. Và cái điều đặc biệt là mẹ không có cho sơn môi. Không cho sơn môi màu đỏ nha. Với là con muốn sơn màu nào cũng sơn. Được. Sơn là sơn tường sơn trong nhà. Sơn là sơn nhà em. Nói chung là sơn môi màu gì cũng được, nhưng riêng màu đỏ là mẹ cấm. Chốt chưa? Em chốt. Em có tin tưởng đáp án của Vương Lan hay không? Chọn tin ạ. Lại là màu đỏ. Và sự lựa chọn này là một lựa chọn. Lựa chọn chính xác à? Nó mà giỏi dữ vậy. Trong buổi chụp hình cho tạp chí năm 2009, chuyên viên trang điểm đã đấu tranh với mẹ của Taylor Swift chỉ để được toàn quyền chọn lựa màu son đỏ cho cô. Taylor Swift chưa từng tô son đỏ bởi mẹ cô cấm cản việc này. Kể từ sau buổi chụp hình đáng nhớ, Taylor Swift dần thể hiện niềm yêu mãnh liệt với son môi màu đỏ. Và với sự lựa chọn này, một chiến thắng đã về với Mèo Sao Quả. Chúc mừng em.